Xin chào cô chú, anh chị và các bạn đã đến với kênh Phúc Tài Chính và ngày hôm nay mời cô chú anh chị và các bạn đến với những thông tin mới nhất trên kênh Phúc Tài Chính. Và ngày mùng 3 tháng 12 vừa qua thì tại thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, ông Phan Văn Mãi đã trao cái giải thưởng tình nguyện quốc gia năm 2013 cho nghệ sĩ duy nhất, đó chính là nghệ sĩ Đen Vâu, không hề có tên của Trấn Thành, Thủy Tiên, Đàm Vĩnh Hưng và Hoài Linh. Có lẽ những người nghệ sĩ đã từng bị bà Nguyễn Phương Hằng réo tên như Hoài Linh, Đàm Vĩnh Hưng, Thủy Tiên, Trấn Thành, những người đã dính vào lùm xùm từ thiện thì có lẽ họ khát khao cái giải giải thưởng này lắm, nhưng mà tất nhiên rằng không hề có họ. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu về giải thưởng này. Một cái giải thưởng mà có lẽ rất nhiều người nghệ sĩ trong drama bà Nguyễn Phương Hằng như Hoài Linh, Đàm Vĩnh Hưng, Thủy Tiên, Trấn Thành nhìn thấy mà đau như cắt. Và tại báo Dân trí đưa tin, Đen Vâu nhận giải tình nguyện quốc gia hay đóng góp cho xã hội nhiều hơn. Đen Vâu là nghệ sĩ duy nhất. Cô chú anh chị và các bạn, hãy để ý rằng các bài báo này đều nhấn mạnh một từ, đó chính là nghệ sĩ duy nhất. Đen Vâu là nghệ sĩ duy nhất trong 10 cá nhân nhận giải thưởng tình nguyện quốc gia năm 2023 do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trao tặng. Tối ngày mùng 3 tháng 12, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức lễ trao giải thưởng tình nguyện quốc gia năm 2023 tại đường Phạm Ngọc Thạch, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình có sự góp mặt của bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn thành phố Hồ Chí Minh và nhiều đại biểu khách mời khác. Và thưa cô chú anh chị các bạn, đây chính là hình ảnh các cá nhân được trao giải thưởng tình nguyện quốc gia năm 2023. Và ngó đông ngó tây thì không thấy chú Hoài Linh núp ở đâu, cũng không thấy anh Trấn Thành trình diện, cũng không thấy chị Thủy Tiên hay anh Đàm Vĩnh Hưng lảng vảng ở đây. Giải thưởng tình nguyện quốc gia nhằm tôn vinh, động viên, cổ vũ các tấm gương cá nhân, tập thể tiêu biểu trong công tác tình nguyện vì cộng đồng, góp phần xây dựng bảo vệ tổ quốc. Hội đồng bình chọn toàn quốc đã bỏ phiếu, bình chọn 10 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2023. Đáng chú ý, trong 10 cá nhân đoạt giải có rapper đen vâu, tên thật là Nguyễn Đức Cường, 34 tuổi đến từ Quảng Ninh. Nam rapper cũng là nghệ sĩ duy nhất, có tên trong danh sách nhận giải thưởng do Trung ương đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trao tặng. Và chúng ta có thể thấy ở đây là chị Thủy Tiên mới có hai live stream và cả hai live stream thì chị đều nói là chị bán hàng để mà có tiền để từ thiện một tấm lòng như thế mà không được nhận cái giải tình nguyện quốc gia này đây là giải thưởng tôn vinh cho những đóng góp của Đen Vâu khi nam rapper phát hành sản phẩm âm nhạc nấu ăn cho em qua đó chung tay đóng góp vào dự án nuôi em dự án do trung tâm tình nguyện quốc gia trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh khởi xướng và đây chính là nghệ sĩ đen vâu nghệ sĩ duy nhất được trao giải thưởng tình nguyện quốc gia và ở đây chính là hình ảnh mà bác phan văn mãi đã trao cái giải thưởng này cho nghệ sĩ đen vâu chia sẻ thật với cô chú anh chị chứ bác phan văn mãi mà lại trao cái giải thưởng tình nguyện quốc gia cho chú hoài linh với anh trấn thành với anh đàm vĩnh hưng với chị thủy tiên thì chắc là các nghệ sĩ được khóc hết nước mắt mất chia sẻ tại chương trình Đen Vô bày tỏ niềm vinh dự khi được khởi sướng tên trong danh sách 10 cá nhân đoạt giải năm 2023. Và được biết, doanh thu đến từ sản phẩm âm nhạc nấu ăn cho em được Đen Vô chuyển đến các đơn vị, trung tâm hỗ trợ cho trẻ em vùng cao, được tiếp cận, giáo dục. Tính tới cuối năm 2023, số tiền này đã lên tới hơn 1 tỷ đồng để tài trợ bữa ăn dinh dưỡng giúp 30.000 học sinh vùng cao được nhận nuôi cơm bán chú. Đó là lạ cô chú anh chị ạ. À đều là doanh thu đến từ lao động. Ví dụ như anh Đen Vâu là doanh thu đến từ sản phẩm âm nhạc. Còn cô ca sĩ Thủy Tiên thì nói rằng là doanh thu đến từ cái buổi live stream bán hàng thì cô ấy sẽ trích ra để mà làm công tác thiện nguyện. Và chúng ta có thể thấy ở đây đều là doanh thu nhưng mà anh Đen Vâu thì được tôn vinh tại Giải thưởng Tình Nguyện Quốc gia. Còn chị ca sĩ Thủy Tiên thì không được báo đài nào nhắc đến. Không biết rằng là cái số tiền chị thu được từ hai buổi live stream Không biết là chị đã đi từ thiện đến đâu rồi Hay lại là em bán hàng online là công sức của em nên là vào túi em hết Chỉ là hứa xuông để mọi người mua thôi Còn sau đó là số tiền là bao nhiêu để đi từ thiện Thì chị lại không nói Cái cách của chị Thủy Tiên luôn như thế Luôn luôn mập mờ Tuyên bố là từ thiện Nhưng cuối cùng giấy trắng bực đen thì không có Chỉ là từ thiện ở trên lời nói mà thôi Lễ trao giải thưởng tình nguyện quốc gia và ngày hội tình nguyện quốc gia là hoạt động thường niên được Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh khởi xướng tổ chức từ năm 2011. Qua 12 năm triển khai, đã có hơn 260 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu cho hoạt động tình nguyện vì sự phát triển của đất nước và cộng đồng nhận giải thưởng tình nguyện quốc gia các tập thể cá nhân được vinh danh đến từ các tỉnh, thành phố khác nhau, không phân biệt giới tính, độ tuổi, thành phần, lĩnh vực nghề nghiệp trong xã hội. Và như cô chú anh chị biết đấy, khi mà drama của bà Nguyễn Phương Hằng nổ ra và rất nhiều những cái buổi bà Nguyễn Phương Hằng đã thẳng thắn phát biểu lên cái ý kiến về cái chuyện từ thiện của các nghệ sĩ. Thì khi đó bên các nghệ sĩ thì bao biện một điều rằng là cứ nói các nghệ sĩ như vậy thì bây giờ ai giúp dân? Chỉ có các nghệ sĩ đứng lên kêu gọi từ thiện thôi, bây giờ đánh phá họ, nói về họ thì bây giờ ai sẽ là người giúp dân? Và đây trong một cái buổi tổng kết lễ trao giải thưởng tình nguyện quốc gia nơi khởi xướng những hoạt động thiện nguyện trên khắp đất nước Việt Nam thì không hề có những nghệ sĩ như Hoài Linh, Trấn Thành, Đàm Vĩnh Hưng và Thủy Tiên chính vì vậy chúng ta thấy một điều rằng trong cái công cuộc lên tiếng về những cái chuyện khuất tất từ thiện này công lao của bà nguyễn phương hằng và rất nhiều cô chú anh chị phan chính nghĩa là để dẹp bỏ đi những cái từ thiện xấu và đấy không có đàm vĩnh hưng không có thủy tiên không có trấn thành không có hoài linh làm từ thiện họ không hề có mặt trong cái giải thưởng tình nguyện quốc gia này nhưng mà vẫn có rất rất nhiều người vẫn đang làm thiện nguyện mà thậm chí những người đó còn làm đúng làm đủ làm sáng chói và bây giờ họ được vinh danh và một nghệ sĩ trong đó chính là rapper đèn vầu như vậy mới khẳng định một điều rằng không phải là không có nghệ sĩ thì ai giúp dân mà chính là bài trừ đi không có những người nghệ sĩ làm từ thiện bẩn thì những cái từ thiện sạch mới được tôn vinh quan trọng ở đây là từ thiện đúng nơi và tôn vinh đúng người trong năm 2021, bà Nguyễn Phương Hằng và cộng đồng Phan Chính Nghĩa đã đứng lên vạch trần những cái điều mà làm từ thiện khuất tất. Để rồi những cái từ thiện bẩn nó bị dẹp đi và những từ thiện sạch được lên ngồi. Và bây giờ Phúc Tài Chính sẽ chia sẻ về cái cách làm từ thiện cũng đều tuyên bố là từ doanh thu để chúng ta thấy một điều rằng cái anh rapper đen vô này làm hoàn toàn khác so với cô Thủy Tiên cũng đều tuyên bố rằng à tôi sẽ lấy cái doanh thu này để làm từ thiện nhưng anh rapper Denvo làm như thế nào thì chúng ta hãy cùng theo dõi ngày sau đây. Denvo đã chính thức gửi đến quỹ nuôi em số tiền 500 triệu đồng từ doanh thu YouTube bài nấu ăn cho em. Số tiền sẽ được sử dụng để nuôi cơm và xây trường cho các em nhỏ vùng sâu vùng xa. Trên trang fanpage của mình, Denvo đã có chia sẻ rất cụ thể, minh bạch về nguồn gốc số tiền các ảnh chụp bằng chứng cũng như ảnh giao dịch càng khiến người hâm mộ thêm yên tâm và tin tưởng. Thì đầu tiên thì anh rapper Denvo này là một rapper và cũng như là những người mà có được những cái doanh thu từ YouTube ấy thì khi mà anh rapper Denvo đăng cái video về cái bài hát nấu ăn cho em lên thì sẽ có nhiều khán giả vào xem và từng lượt xem như vậy thì cái video này sẽ kiếm được tiền. Và anh rapper đã tuyên bố rằng với cái doanh thu từ cái bài hát nấu ăn cho em này Thì anh ấy dành toàn bộ để mà làm thiện nguyện cho chương trình nấu ăn cho em Và cô chú anh chị có thể nhìn thấy ở đây Đây chính là một cái hình ảnh mà anh rapper đen vâu Với tên thật là Nguyễn Đức Cường Đã chuyển đến trung tâm thông tin nguồn lực tình nguyện Việt Nam Số tiền là 500 triệu đồng đấy Cô chú anh chị, tiền của anh ấy mà anh ấy còn làm thông qua chính quyền còn đây nghệ sĩ Hoài Linh, Đàm Vĩnh Hưng, Thủy Tiên, Trấn Thành Tiền thì của mọi người góp vào nhưng mà lại không thông qua chính quyền Em cứ tự mình em đi, em thích phát bằng nào thì phát Em tuyên bố phát 3 triệu nhưng em lại đưa có 5 tờ 500 nghìn Hay như là nghệ sĩ Hoài Linh Tiền thì em cứ ỉm em để đấy trong tài khoản của em Và khi mà bị bà Nguyễn Phương Hằng thúc vào đít Thì là em mới chạy đi em giải ngân giữa thời tiết nắng nóng còn như anh Trấn Thành thì là tiền của người dân em đã không thông qua chính quyền. Em thích gửi cho ai thì em gửi. Ban đầu em gửi cho cô Thủy Tiên, em tuyên bố như vậy. Nhưng khi cô Thủy Tiên nói rằng là không thấy Trấn Thành gửi vào thì em mới khai thật là em chuyển cho mẹ Hồ Ngọc Hà và Đại Nghĩa. Còn anh Đàm Vĩnh Hưng thì đến thời điểm này anh ấy cũng không thông qua chính quyền và anh ấy cũng không đưa ra được cái sao kê mùa lũ năm 2020 năm đó. Thì chúng ta thấy một điều rằng chính những cái từ thiện sạch này Cũng là một cái phát vả đến cho những nghệ sĩ Và thưa cô chú anh chị và các bạn Càng khẳng định rằng khi mà nghị định 93 ra đời Nó đã dập tắt hết những cái từ thiện xấu Từ Hoài Linh, Trấn Thành, Đàm Vĩnh Hưng, Thủy Tiên Lên trên mạng nói đạo lý khóc lóc rồi là Như kiểu sống chết vì dân đến nơi rồi ấy. Nhưng mà tiền thì coi như không minh bạch Thì nghị định 93 đã quét sạch bọn họ Bây giờ bọn họ có dám lên mạng làm từ thiện đâu quét sạch những cái xấu thì để những cái tốt lên ngôi những người nghệ sĩ chân chính họ vẫn đang làm từ thiện và một cách công khai và minh bạch như vậy và như chúng ta thấy một điểm nữa ở đây khi mà anh rapper đen vâu tuyên bố là doanh thu từ cái bài hát nấu ăn cho em từ YouTube thì anh ấy sẽ làm thiện nguyện thì anh đã có cái lệnh chuyển tài khoản đây rồi có doanh thu là chuyển tiền còn cô ca sĩ thủy tiên kết thúc live stream thì live stream bán hàng nó khác live stream bán hàng là sau khi kết thúc live stream là chúng ta sẽ biết luôn doanh số biết luôn tiền lãi biết luôn phần trăm hoa hồng nhưng mà cũng chưa thấy được cái uh, uh, tiền chuyển khoản của cô thủy tiên đâu Nói thật với cô chú anh chị chứ Tiền của người dân góp vào cô ấy còn trả sao kê Một năm trời bị bà Hằng nói cô ấy mới lóp ngóp đi sao kê Huống chi là tiền của cô ấy làm ra Có trời đấy mà cô ấy sao kê Và tiếp theo để làm minh bạch cái số tiền Sau khi anh đã tuyên bố là đưa cái doanh thu của cái bài hát nấu ăn cho em này Thì anh rapper Denvo này cũng đã đăng lên cái số tiền mà thu được từ cái Bài hát nấu ăn cho em này trên Youtube Và cái số tiền ở đây là YouTube là theo đô Mỹ là 26.399 đô. Và chúng ta hãy xem cái cách mà anh ấy đã chia sẻ nhé. Mà như cô chú anh chị thấy đấy, đây là tiền anh ấy làm ra, tiền của anh ấy. Mà anh ấy còn chia sẻ một cái cách nó như thế này để chúng ta thấy được rằng những nghệ sĩ bẩn họ đã làm ăn lôm cơm như thế nào. Toàn văn chia sẻ của Đen Vâu về số tiền từ thiện anh gửi cho quỹ nuôi em như sau. Đen xin phép thông báo với cả nhà doanh thu của bài hát nấu ăn cho em sau một tháng ra mắt. Thay mặt quý vị khán giả, doanh thu này sẽ gửi cho nuôi em là đơn vị thuộc Trung tâm Tình Nguyện Quốc gia, Trung ương Đoàn Thanh niên Việt Nam để nuôi cơm và xây trường cho các em nhỏ vùng sâu vùng xa. Dưới đây là một số ghi chú cụ thể để mọi người hiểu rõ hơn về con số này. Doanh thu ước lượng là 26.399 đô, từ ngày 13 tháng 5 đến ngày 13 tháng 6. Như vậy là một tháng, số liệu theo công cụ quản lý kênh YouTube mà anh ấy đã đăng lên. Doanh thu thực tế nhận về là 17.951 đô, quy đổi ra tiền Việt Nam là 418 triệu 168.545 đồng. Theo tỷ giá đô của Việt Banh lúc 21 giờ ngày 13 tháng 6. Như vậy là doanh thu ước lượng là 26.399 đô thì sau khi anh ấy trừ đi những cái chi phí để ra mắt được một cái bài hát rất nhiều chi phí cô chú ạ, từ chi phí quay hình chụp hình rồi quay video thì sau khi mà trừ đi thì còn 17.951 đô thì quy ra là khoảng 418 triệu đồng và anh ấy đã làm tròn lên 500 triệu đồng để gửi vào cái quỹ nuôi em và cái quan trọng rằng một cái bài hát thì một cái video ở đó cứ dần dần sẽ có thêm lượt xem và tính đến cái thời điểm cuối năm thì anh ấy đã đóng góp hơn 500 triệu nữa vào quỹ nuôi em, như vậy là tròn 1 tỷ. Và như cô chú anh chị và các bạn thấy, đây là cái tiền của họ làm ra mà họ còn giải trình, giải thích như vậy nhưng mà các nghệ sĩ của chúng ta, những nghệ sĩ mà làm từ thiện bẩn trong drama bà Nguyễn Phương Hằng nhắc tên thì đã là tiền của người dân góp vào nhưng mà lại không sao kê. Anh Trấn Thành thì nói rằng là nếu bắt chúng em sao kê thì bọn em không làm nữa. Chị Thủy Tiên thì sau khi làm từ thiện một năm trời không chịu đưa ra sao kê đến khi bà Nguyễn Phương Hằng réo tên và cộng đồng mạng chửi cho sấp mặt thì anh Công Vinh nói là cứ từ từ đợi thêm một hai tuần nữa rồi bọn em đi sao kê. Ý là thôi đằng nào cũng đợi một năm rồi thì đợi cố thì. 2 tuần nữa. Thưa cô chú anh chị và các bạn nếu mà cái giải thưởng tình nguyện quốc gia ấy mà tôn vinh những người như Hoài Linh, Trấn Thành Đàm Vĩnh Hưng, Thủy Tiên thì có lẽ cái cách tôn vinh phải là tôn vinh Thủy Tiên vì không sao kê tôn vinh Trấn Thành vì nói bắt bọn em sao kê bọn em không làm nữa. Tôn vinh Hoài Linh ỉ 14 tỏi trong vòng 6 tháng. Tôn vinh Đàm Vĩnh Hưng nói rằng Bộ Công an nói không cần sao kê niềm tin là chính đúng là trò hề thiên hạ cô chú anh chị ạ và chính những cái chương trình này là một cái chương trình mà vả thắng mặt vào các nghệ sĩ các nghệ sĩ không còn mặt mũi đâu nữa xem những người mà người ta làm từ thiện sạch đây này nghị định 93 ra người ta vẫn làm tiền túi người ta bỏ ra mà người ta vẫn thông qua chính quyền một cách rất là tôn trọng như vậy rồi tiền người ta làm ra, công sức người ta làm ra Mà người ta đưa ra những cái sao kê Người ta đưa ra những cái giấy tờ chứng minh Và giải thích cho cộng đồng mọi người biết Còn đây các nghệ sĩ bản thì giấu hết, giấu hết Lúc ban đầu thì nói ngon nói ngọt Đến khi giấy tờ giấu hết, giấu hết rồi đến khi bị cộng đồng mạng chửi cho sấp mặt và đến khi bà Nguyễn Phương Hằng lên tiếng thì đổ hết lỗ cho bà Nguyễn Phương Hằng. Đi kiện bà Hằng, đi kiện bà Hằng anh em ơi. Tất cả những gì mà tôi thiệt hại ngày hôm nay là do bà Hằng hết. Tất cả những gì tôi bị cộng đồng mạng quay lưng là do bà Hằng hết, kiện bà Hằng, bà Hằng phải xin lỗi tôi, bà Hằng phải bồi thường cho tôi 40 tỷ, bà Hằng phải bồi thường cho tôi 30 tỷ, kê biên tài sản của bà Hằng, phong tỏa tài sản của bà Hằng. Ui trời ôi đúng là khi mà Phúc Tài chính thấy cái thông tin giải tình nguyện quốc gia mà Phúc thấy đúng là như một cú vả cho các nghệ sĩ luôn đấy. Và thưa cô chú anh chị và các bạn, một cái chương trình thiện nguyện như thế, một cái chương trình được bác Phan Văn Mãi, chủ tịch thành phố Hồ Chí Minh trao những cái giải thưởng long trọng như thế này, vậy mà chương trình này hình như là cũng hơi bỏ quên bỏ quên một chút là à, tại sao những con người như là anh đàm vĩnh hưng anh trấn thành chị thủy tiên à, chú hoài linh những con người mà họ luôn nghĩ rằng họ rất là trong sạch họ kiện bà nguyễn phương hằng vì đã làm họ tổn thất à, kiện bà nguyễn phương hằng vì đã làm tổn thất tinh thần tổn thất cho cái tấm lòng từ thiện của họ vậy mà chương trình này không mời họ đến tham dự thúc nghĩ cái này có khi cũng là thiếu sót đấy nhưng mà có lẽ là ban tổ chức cũng nghĩ cho họ bây giờ mời họ đến cái chương trình này có mà muối mặt giống như các cụ nói là phải đem cái mo mà đeo vào mặt đấy vì vậy nên khi mà xem những cái gì mà anh rapper này làm thì chúng ta mới thấy rằng là chị Thủy Tiên chỉ nói ở trên đầu môi chót lưỡi thôi và nhiều khán giả thấy cái môi của chị nhọn như nào còn gì nữa thì chúng ta thấy đấy chị Thủy Tiên nói rằng là à, em lên livestream bán hàng và doanh số tiền về thì em đi làm từ thiện. Vậy thì bây giờ nếu mà đã nói là doanh số tiền về đi làm từ thiện thì phải viết ra là cái doanh số ngày hôm nay được bao nhiêu là phải đưa ra trên tiktok có cô chú anh chị nhé trên cái nền tảng tiktok khi mà live stream thì nó sẽ có cái công cụ để đo được là doanh số hôm nay là bao nhiêu và từ doanh số đó có thể tính là tiền lãi và từ tiền lãi đó có thể tính ra được là cái tiền hoa hồng mà cô thủy tiên nhận được trong một buổi live stream nó sẽ có luôn gửi luôn về cho cô Thủy Tiên bởi vì Phúc làm tiktok Phúc biết mà bán được một mặt hàng giống như chúng ta bán mặt hàng của chúng ta thì cái hiện lên luôn doanh số mà chúng ta có hay nếu như chúng ta bán mặt hàng của người khác như cô Thủy Tiên là bán mặt hàng của các đơn vị khác và cô Thủy Tiên hoàn toàn có thể chụp được là buổi tối hôm đó cô ấy livestream và được bao nhiêu tiền từ cái buổi live stream đó đây là phúc tài chính khẳng định bởi phúc tài chính đã làm cái nền tảng tiktok rồi à bây giờ cô thủy tiên muốn minh bạch như anh rapper đen vâu người ta cũng đăng lên là cái tiền thu được từ cái video từ youtube thì cô cũng phải đăng lên tiền thu được một buổi live stream là bao nhiêu sau đó phải có cái lệnh chuyển khoán cái lệnh chuyển khoán là cô chuyển bao nhiêu để làm từ thiện rồi tính ra cô trích bao nhiêu phần trăm trong cái buổi live stream đó để cô làm từ thiện Ví dụ như cô trích 50%, 30% Chứ bây giờ lên trên mạng cứ mồm xuyên xét nói là em lên em bán hàng để đi làm từ thiện Nhưng cuối cùng là bán được 10 đồng, để làm từ thiện được có nửa đồng Thì làm sao cô có quyền cô lên mạng cô nói là em bán hàng để làm từ thiện được Bây giờ dân chúng chúng tôi là cứ phải rõ ràng rành mạch Bây giờ là tiktok đã báo được là tiền cô kiếm một buổi live stream là bao nhiêu thì cô dự định trích bao nhiêu và chuyển khoản luôn để làm từ thiện làm nét như vậy thì lần sau lên bán hàng lại tiếp tục tuyên bố là em bán hàng ngày hôm nay để em làm từ thiện thì mới có người tin chứ bây giờ trước buổi livestream cô cứ em bán hàng để làm từ thiện nhưng mà cuối cùng bán được bao nhiêu không ai biết làm từ thiện bao nhiêu không ai hay vì vậy nên là phúc tài chính mới nói là đến tiền của người khác gửi vào cho cô thủy tiên cô còn trả công khai minh bạch huống chi là tiền cô ấy làm ra vì vậy là người dân bây giờ là tỉnh rồi Tỉnh 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 rồi Nên là cô Thủy Tiên là phải minh bạch Mà cái tấm gương Một cái người đã nhận giải thưởng tình nguyện quốc gia Năm 2023 đã làm gương cho cô Thủy Tiên rồi Chả lẽ rapper Denvo làm được Mà cô Thủy Tiên lại không làm được sao Một người mà có chồng cho 40 tỷ đồng Một người mà có chồng có thể kiếm được Hàng 100 tỷ để cho vợ 40 tỷ tiêu thì những người như anh Công Vinh và chị Thủy Tiên chắc chắn sẽ thông minh hơn rất nhiều người nghệ sĩ khác. Nhưng tại sao nghệ sĩ đen vô làm được các anh chị lại không làm được? Vì vậy nên Phúc Tài chính tin một điều rằng năm 2023 trao giải tình nguyện quốc gia, các nghệ sĩ Trấn Thành, Đàm Vĩnh Hưng, Hoài Linh, Thủy Tiên bị vụt mất. Nhưng mà Phúc Tài chính tin một điều rằng có khi cả đời các nghệ sĩ cũng không thể nào có được cái giải thưởng này bởi vì là họ làm sai nó quen rồi, làm đúng không làm nổi. Và đó chính là những cái thông tin mà Phúc Tài Chính gửi tới trong video ngày hôm nay. Nếu cô chú anh chị cảm thấy hay thì hãy cho Phúc một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh nha. Và cô chú anh chị có thể nhìn thấy ở đây, chỉ còn hơn 3.000 xíu xíu đăng ký nữa thôi là Phúc Tài Chính đã có được nút bạc rồi. Thì cô chú anh chị có thể ủng hộ Phúc một đăng ký kênh để Phúc Tài Chính đạt được nút bạc trước khi đi sinh em bé nhá. Chắc là còn khoảng 3 tuần nữa thì cảm ơn cô chú anh chị rất nhiều và ngay sau đây là một video Phúc Tài Chính chia sẻ về những mặt hàng mà Phúc Tài Chính đang bán. Thì cô chú anh chị có thể đặt mua hoặc là giới thiệu anh em bạn bè mua đặc biệt là sắp tới vào những dịp Tết như Tết Dương hay Tết Nguyên Đán, cô chú anh chị cần những cái món quà để lễ Tết thì cô chú anh chị có thể liên hệ đến Phúc Tài Chính qua số điện thoại 0374590012 nha. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn tại những video tiếp theo và cảm ơn cô chú anh chị và các bạn rất nhiều. Bye bye. Ngày hôm nay Phúc Tài Chính sẽ giới thiệu đến cô chú những cái sản phẩm những cái khuyến mãi rất là hot ở bên Phúc Tài Chính với những cái giá cực kỳ hời thì cô chú anh chị và các bạn có thể theo dõi và chọn ra cho mình những cái mặt hàng ưa thích nhá. Đặc biệt là với đơn hàng từ 1 triệu đồng thì Phúc Tài Chính sẽ tặng cô chú anh chị một cuốn nhật ký của Phúc Tài Chính viết về drama truyền kỳ để lưu lại những cái kỷ niệm rất là đẹp này. Phúc Tài Chính giới thiệu đến cô chú anh chị đó chính là mật ong chanh vàng. Sắp tới là những cái tỉnh thành mà sắp bước vào mùa đông mùa lạnh rồi thì sẽ có rất nhiều các bạn nhỏ, người già và người trưởng thành gặp cái tình trạng là đau họng thì mật ong chanh vàng này sẽ giúp chúng ta xóa tan đi cái nỗi lo đó. mật ong chanh vàng nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc. một chai này là 1 kg cô chú anh chị nhé. là sự kết hợp hoàn hảo giữa hai nguyên liệu chanh vàng và mật ong tự nhiên. sản phẩm chứa nhiều vitamin tăng đề kháng cho cơ thể, tốt cho hệ tiêu hóa, hỗ trợ phòng ngừa các bệnh về họng và đặc biệt với công dụng của mật ong chanh vàng này sẽ bổ sung vitamin C, cung cấp axit amin, các chất chống oxy hóa, tăng cường hệ miễn dịch và phòng ngừa cảm gió này, cảm lạnh này, giúp giảm đờm này, giảm ho, chống nôn, tiêu hóa tốt và nâng cao thể trạng cho người già, ốm yếu, suy nhược cơ thể thì hàng ngày chúng ta có thể dùng như một là cái dạng nước pha để mà uống nước giải khát và rất tốt cho cổ họng và đặc biệt khi mà ho thì chúng ta sẽ sử dụng như siro uống hai thìa mật ong chanh này đặc thì sẽ giúp giảm ho và chúng ta sẽ uống vào buổi sáng và buổi tối thì ngày hôm nay phúc tài chính có một cái điều rất là hời đó chính là khi mua một lọ 1 kg mật ong chanh vàng nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc thì cái giá sẽ là 195 000 nghìn và cô chú anh chị sẽ được tặng ngay một gói kẹo sâm trị giá 45 000 nghìn Cô chú, anh chị hãy nhanh tay gọi đến số điện thoại 0374 590 012 để được nhận cái điều hời này nha. Và mỗi đơn hàng trên 1 triệu đồng thì Phúc Tài Chính sẽ gửi tặng cô chú anh chị một cuốn nhật ký drama truyền kỳ do Phúc Tài Chính đã viết từ năm ngoái cô chú anh chị nhé. Tiếp theo là Phúc Tài Chính giới thiệu đến cô chú anh chị trà hoa cúc đường phèn nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc. Đây là một loại trà đặc biệt bổ dưỡng này thơm ngon kết hợp giữa hoa cúc và đường phèn 100% hữu cơ thiên nhiên của chú anh chị nhé Và cái trà này sẽ giúp thanh mát này, mát gan, giải nhiệt và tốt cho hệ tim mạch Hỗ trợ điều trị mất ngủ nữa Thì cô chú anh chị nào đang muốn cải thiện giấc ngủ này Muốn mát gan tốt cho hệ tim mạch Thì có thể đặt mua cái trà hoa cúc đường phèn này và đặc biệt cô chú anh chị có thể pha cái trà hoa cúc đường phèn này vào buổi tối trước khi đi ngủ trà hoa cúc đường phèn này được rất nhiều người ưa chuộng một hộp này sẽ là một cân cô chú anh chị nhé à, hộp trà hoa cúc đường phèn này được thiết kế rất là sang trọng có thể làm quà biếu quà tặng cực kỳ là sang trọng thì ngày hôm nay phúc tài chính có một cái điều rất là hời đó chính là khi cô chú anh chị mua một trà hoa cúc đường phèn trị giá 175 nghìn Thì sẽ được tặng ngay một gói kẹo sâm 45 nghìn cô chú anh chị nhé Cô chú anh chị hãy nhanh tay gọi đến số điện thoại 0374 590 012 Để được đặt hàng sớm nhất và nhận cái điều khuyến mãi này sớm nhất cô chú anh chị và các bạn nhé Đặc biệt là với đơn hàng trên 1 triệu đồng Thì Phúc Tài Chính sẽ gửi tặng cô chú anh chị một cuốn nhật ký drama truyền kỳ Tiếp theo là Phúc Tài Chính giới thiệu đến cô chú anh chị trà hồng sâm KGC Hàn Quốc. Đây là loại trà sâm được rất nhiều người yêu thích, là sản phẩm được chế biến dưới dạng trà cao cấp này mang hương vị độc đáo và đặc trưng cho hồng sâm Hàn Quốc với dạng bột hòa tan này dễ dàng mang đi bất cứ đâu. Thì Phúc Tài Chính sẽ mở ra để cô chú anh chị và các bạn cùng xem bên trong như nào nhé. Thì bên trong hộp trà này sẽ có tất cả là 100 gói như thế này Dạng bột hòa tan rất dễ dàng mang đi Như cô chú anh chị nào mà đi tàu xe có thể mang những cái gói trà nho nhỏ này đi Để uống ngậm trước khi lên xe thì sẽ rất là khỏe Và công dụng của nó sẽ giúp bồi bổ cơ thể nhanh chóng Khiến cho người bị suy nhược, thể trạng kém hay đau ốm có thể là bồi bổ cơ thể Và hồi phục sức khỏe một cách nhanh chóng tăng cường sức đề kháng này giảm căng thẳng mệt mỏi cải thiện tim mạch cải thiện trí nhớ làm đẹp da này thải độc bồi bổ cơ thể cho những người lớn tuổi và đối tượng sử dụng là những người cao tuổi này mắc bệnh tim mạch và những ai mà đang làm việc quá sức và muốn hồi phục sức khỏe một cách nhanh chóng và cách cách sử dụng đó chính là một ngày thì sẽ dùng hai lần mỗi lần pha hai cốc và dùng với nước ấm hay là nước lạnh là tùy thích và có thể thêm đường hoặc mật ong tùy khẩu vị. Nên dùng sau mỗi bữa ăn, lúc thư giãn để chăm sóc cơ thể một cách tốt nhất. Và một hộp trà hồng sâm Hàn Quốc này sẽ nặng là 300g với 100 gói như thế này cô chú anh chị và các bạn nhé. Vì là 100 gói nên sử dụng được rất là lâu cô chú anh chị và các bạn ạ à. Ngày hôm nay Phúc Tài Chính có một cái điều rất là hời Đó chính là khi cô chú anh chị mua một hộp trà hồng sâm 300g Nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc, hãng KGC với giá 290.000 thì cô chú anh chị sẽ được tặng ngay một gói kẹo sâm trị giá 45.000 đồng cô chú anh chị nhé. Hãy nhấc điện thoại lên và gọi đến số 0374 590 012 để nhận được một cái điều rất là hời này nha. Đặc biệt là với đơn hàng trên 1 triệu đồng thì Phúc Tài Chính vẫn sẽ tặng cô chú anh chị một cuốn nhật ký drama truyền kỳ lưu giữ rất nhiều kỷ niệm đẹp. Cô chú anh chị và các bạn đừng ngần ngại gì cả hãy gọi đến số điện thoại 0374590012 để nhận được cái deal này nha. Tiếp theo là Phúc Tài Chính giới thiệu đến cô chú anh chị nước hồng sâm chén nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc. Ở đây sẽ có hộp tất cả là 30 gói như thế này cô chú anh chị nhá và một gói sẽ là 70 ml giúp tài chính sẽ mở ra để cô chú anh chị và các bạn cùng xem bên trong như thế nào nha và bên trong hộp hồng sâm chén Hàn Quốc thì được chia thành 6 hộp nhỏ như thế này và có tất cả là 30 gói 70 ml như thế này cô chú anh chị và các bạn nhé và với nước hồng sâm chén nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc này thì được chiết xuất từ hồng sâm nguyên chất hảo hạng 6 năm tuổi kết hợp với các loại thảo mộc thiên nhiên rất tốt cho sức khỏe Cơ thể hỗ trợ tăng cường sức khỏe phù hợp với mọi lứa tuổi, đặc biệt là người mới ốm dậy và những người cao tuổi. Và công dụng của nước hồng sâm chén Hàn Quốc là sẽ hỗ trợ sức khỏe ổn định, giúp cơ thể phục hồi nhanh chóng, hồi phục cơ thể suy nhược, kém ăn, rụng tóc khó tiêu, hỗ trợ thải độc cơ thể rất tốt cho những người làm việc trong môi trường không trong lành tăng cường sức đề kháng này, hỗ trợ tăng cường trí nhớ, khả năng tập trung, đồng thời tăng sự trao đổi chất cho cơ thể khỏe mạnh. Thì cô chú anh chị nào mà sức khỏe yếu, làm việc vất vả quá sức hay là người mới ốm dậy thì khi mà uống cái sâm này sẽ tăng cường được sức khỏe để bồi bổ cơ thể sau những cái trận ốm. Và những cái sản phẩm sâm như thế này thì Phúc Tài Chính cũng rất là hay mua cho bố mẹ của Phúc Tài Chính uống nên là Phúc Tài Chính mới thích bán cái sản phẩm như thế này. Thấy ở đây cái hộp này nó rất là lớn và nó sẽ nặng khoảng tầm khoảng là hơn 2 cân cơ Chính vì vậy nên là đây cũng sẽ trở thành một cái món quà đi biếu rất là sang trọng và lịch sự Và ngày hôm nay Phúc Tài Chính có một cái điều rất là hời Dành cho những cô chú anh chị mua cái nước hồng sâm chén Hàn Quốc này Thì khi mua một hộp hồng sâm chén Hàn Quốc với giá là 415 nghìn Thì cô chú anh chị sẽ được tặng ngay một gói kẹo sâm 45 nghìn Và đặc biệt những cái đơn hàng trên một triệu đồng Thì Phúc Tài Chính cũng sẽ tặng một cuốn nhật ký drama do Phúc Tài Chính chắp bút viết cô chú anh chị và các bạn nhé theo là Phúc Tài Chính giới thiệu đến cô chú anh chị, nước hồng sâm chai chính phủ KGC. Đây là một thương hiệu sâm rất nổi tiếng ở Hàn Quốc. Và với một hộp này thì sẽ có tất cả là 10 chai sâm như thế này cô chú anh chị nhé. Và những ngày cô chú anh chị cảm thấy mệt mỏi này, bức bối này, làm việc rất là mệt nhọc thì cô chú anh chị có thể tự thưởng cho bản thân một chai nước hồng sâm chính phủ KGC này để thay đổi tâm trạng và phục hồi sức khỏe một cách nhanh chóng cô chú anh chị và các bạn nhé. Và chai nước sâm này với hương vị chua chua ngọt ngọt rất dễ uống nhưng mang lại một cái công dụng rất là tuyệt vời, đó chính là tăng cường sức khỏe này tăng cường trí nhớ ngăn ngừa sơ vữa động mạch phòng chống bệnh tiểu đường tăng sức đề kháng ngăn ngừa ung thư chống đột quỵ và làm đẹp da có rất nhiều công dụng trong một cái chai nước hồng sâm chính phủ kgc này đây là một thương hiệu sâm cực kỳ nổi tiếng và cô chú anh chị nào nếu vào những cái cửa hàng bán những cái đồ hàn quốc thì thường xuyên nhìn thấy cái sản phẩm về sâm thương hiệu kgc này trên những cái kệ sắt và cái chai sâm này sử dụng rất là tiện lợi Có thể là uống luôn Hoặc cô chú anh chị có thể đưa vào ngăn mát tủ lạnh Để uống được ngon hơn Vào những cái lúc mà thời tiết nóng nực Cô chú anh chị và các bạn nhé Ngày hôm nay thì Phúc Tài chính có một cái điều rất là hời Đó chính là khi cô chú anh chị mua một hộp chai nước hồng sâm chính phủ KGC với một hộp là 10 chai thì sẽ trị giá là 295.000 đặc biệt cô chú anh chị sẽ có ngay một phần quà đó chính là được tặng một gói kẹo sâm nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc với giá là 45.000 của chú anh chị nhé. Chỉ với 295.000 sẽ được một hộp nước hồng sâm chính phủ KGC rất là nổi tiếng và uy tín tại Hàn Quốc và một gói kẹo sâm nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc 45.000 đồng của chú anh chị và các bạn nhé. Và cô chú anh chị và các bạn có thể nhanh tay gọi điện đến số điện thoại 0374590012 để đặt mua cái điều hời này nha và tất nhiên rồi, với những đơn hàng trên 1 triệu đồng, Phúc Tài Chính sẽ gửi tặng ngay cô chú anh chị một cái cuốn nhật ký drama truyền kỳ do Phúc Tài Chính tự tay viết nhé. Tiếp theo là Phúc Tài Chính giới thiệu đến cô chú anh chị đó chính là Hộp nước hồng sâm Samsung Hàn Quốc, hộp 10 chai cô chú anh chị nhé. Trong một hộp này sẽ có tất cả là 10 chai, mỗi chai 100ml như thế này. Và hộp 10 chai nước hồng sâm Samsung Hàn Quốc, một thương hiệu rất uy tín tại Hàn Quốc, được chiết xuất từ hồng sâm và một số thảo dược quý của Hàn Quốc nước uống bổ sung năng lượng này giúp cơ thể phục hồi nhanh chóng sản phẩm phù hợp với mọi lứa tuổi đặc biệt là người già người lao động nặng nhọc và stress cao công dụng là sẽ giúp bổ dưỡng này giải khát tăng sức đề kháng phục hồi thể lực nhanh chóng này bổ gan mát gan mát phổi giảm mỡ máu cải thiện tình trạng thiếu ngủ hạn chế lão hóa tăng đàn hồi của da trẻ lên và kéo dài tuổi thọ và có rất nhiều công dụng trong một chai nước sâm này thì cô chú anh chị nào bị ốm này hay là lao động nặng nhọc mà muốn được phục hồi sức khỏe nhanh chóng thì có thể sử dụng cái chai nước hồng sâm Samsung Hàn Quốc này cô chú anh chị và các bạn nhé và ngày hôm nay thì Phúc Tài chính đem đến cô chú anh chị một cái điều rất là hời Khi mua một hộp 10 chai nước hồng sâm Samsung Hàn Quốc nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc Thì cô chú anh chị chỉ cần 145.000 đồng là đã được sở hữu hộp 10 chai nước hồng sâm Samsung này rồi Và hơn thế nữa cô chú anh chị sẽ được tặng ngay một gói kẹo sâm 45.000 nữa chỉ với 145 000 sẽ được ngay một hộp 10 chai nước hồng sâm Samsung Hàn Quốc và một gói kẹo sâm 45 000 Cô chú anh chị và các bạn hãy nhanh tay gọi đến số điện thoại 0374 590 012 để nhận được cái điều hồi này nha. Và đặc biệt những đơn hàng trên 1 triệu đồng thì Phúc Tài Chính sẽ gửi tặng ngay cô chú anh chị một cái cuốn nhật ký drama do Phúc Tài Chính viết tay cô chú anh chị và các bạn nhé. Phúc Tài chính giới thiệu đến cô chú anh chị đó chính là cặp dầu gội xả Rio được sản xuất từ Hàn Quốc và sản xuất theo dây chuyền hiện đại, hoàn toàn sử dụng thành phần nguyên liệu thảo dược đến từ phương Đông giúp làm sạch tóc này, phục hồi tóc hư tổn này, giảm gãy rụng này, giảm gàu, kích thích mọc tóc và giữ cho da đầu khỏe mạnh và thành phần ở đây đều được chiết xuất từ nhân sâm này trà xanh đậu giúp nuôi dưỡng và chăm sóc từng tế bào nang tóc đầu tiên là cặp dầu gội xả rio màu đỏ sẽ chuyên dụng cho tóc thô sơ hư tổn và chiết xuất từ tinh dầu hoa trà lựu đỏ để giúp tóc mềm mượt thì cô chú anh chị nào đang gặp cái tình trạng là tóc khô để sơ rối thì có thể sử dụng cặp dầu gội xả rio màu đỏ này sẽ giúp cho tóc sạch gầu và đồng thời dưỡng cho tóc rất là mềm mượt tiếp theo là cặp dầu gội xả rio màu nâu dành cho tóc mỏng yếu dễ gãy rụng làm khỏe sâu tận chân tóc và giúp tóc bóng khỏe kích thích mọc tóc thì cô chú anh chị nào đang gặp cái tình trạng là tóc bị gãy rụng này và tóc rất là bỏng thì cô chú anh chị có thể sử dụng cái cặp dầu gội xả rio màu nâu này nó sẽ giảm gãy rụng tóc và đặc biệt là nó kích thích mọc tóc giúp cho tóc của chúng ta mọc lên và dày dặn hơn tiếp theo là cặp dầu gội xả rio màu xanh lá thì sẽ dành cho tóc dầu và nhiều gầu sản phẩm sẽ làm sạch sâu này xử lý gàu giảm gàu một cách rất là rõ rệt và giảm bong chóc da đầu cô chú anh chị nào đang gặp cái tình trạng là tóc rất là nhiều gàu bong chóc rất nhiều da đầu đặc biệt là vào mùa đông này thì có thể sử dụng cặp dầu gội xả rio màu xanh để trị gàu tận gốc cô chú anh chị và các bạn nhé và ngày hôm nay có một cái điều rất là hời gửi tới cô chú anh chị và các bạn Đó chính là khi mua một cặp dầu gội xả Rio thì cái giá sẽ là 365.000 Và đặc biệt cô chú anh chị sẽ được tặng ngay một tuyếp kem đánh răng median 93% nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc với giá là 55.000 như vậy thì với 365.000 cô chú anh chị sẽ có một cặp dầu gội xả Rio và thêm một tuyếp kem đánh răng nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc nữa cô chú anh chị hãy nhanh tay gọi đến số 0374590012 012 để được nhận cái điều hời này nha và đặc biệt với đơn hàng trên 1 triệu đồng thì Phúc Tài Chính sẽ tặng ngay cô chú anh chị một cuốn nhật ký drama truyền kỳ của chú anh chị nhé Tiếp theo, Phúc Tài chính giới thiệu đến cô chú anh chị đó chính là sữa tắm Happy cao cấp. Đây là dòng sữa tắm cao cấp và hương thơm cực kỳ là sang trọng quý phái. Nó sẽ giúp cho làn da của chúng ta săn chắc này, giữ ẩm cho da và khi sử dụng cái sữa tắm Happy cao cấp này, nó sẽ tẩy tế bào da chết một cách rất là dịu dàng và nhẹ nhàng, giúp cho làn da của chúng ta mềm mịn và cái cảm giác mà khi tiếp xúc với loại sữa tắm này, chúng ta sẽ có cảm giác làm sạch rất là êm dịu và đặc biệt là cái loại sữa tắm Happy cao cấp này, mùi hương sẽ lưu ở trên da rất là lâu, giúp cho da sạch mát, rất là mềm mịn. Đặc biệt sữa tắm Happy cao cấp thì có công thức làm sạch dịu nhẹ này, giàu độ ẩm, siêu dưỡng ẩm, giúp cho làn da của chúng ta rạng rỡ và đặc biệt là làm sạch lỗ chân lông và thêm cả giữ mùi hương rất là lâu nữa thì với một chai sữa tắm Happy cao cấp này sẽ nặng là 910 g cô chú anh chị nhé để trong nhà tắm cực kỳ là sang trọng và ngày hôm nay Phúc Tài Chính có một cái điều rất là hời đó chính là khi mua một sữa tắm Happy cao cấp với giá là 235 nghìn thì cô chú anh chị sẽ được tặng ngay hai mặt nạ vitamin Hàn Quốc trị giá 50.000 đồng như vậy với 235.000 cô chú anh chị sẽ có ngay một chai sữa tắm Happy cao cấp 910 g và hai mặt nạ vitamin Hàn Quốc thì để nhận được cái điều này cô chú anh chị hãy nhanh tay gọi đến số điện thoại 0374 để được phúc tài chính hỗ trợ nha Đặc biệt là với những cái đơn hàng trên 1 triệu đồng thì Phúc Tài Chính sẽ gửi tặng cô chú anh chị một cuốn nhật ký drama truyền kỳ do Phúc Tài Chính viết cô chú anh chị nhé những tỉnh phía Bắc thì mùa đông bắt đầu đến rồi Và trong cái mùa này thì rất nhiều chị em và các cô bị cái vấn đề là bị nứt nẻ môi Và khiến cho chúng ta cảm thấy rất là khó chịu Thì Phúc Tài Chính giới thiệu được cô chú anh chị Cái mặt nạ ngủ dưỡng ẩm môi nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc này Nó sẽ là có dạng kem màu hồng nhạt Mang hương thơm ngọt ngào từ những loại quả mọng Khiến cho chúng ta cảm thấy ngất ngây khi mà vừa thoa lên môi và phúc tài chính cũng rất hay sử dụng cái sản phẩm này thì nếu như mà chúng ta cảm thấy có hiện tượng nứt nẻ môi chỉ cần bôi qua một đêm thôi ngày mai đôi môi của chúng ta sẽ căng mọng và mềm mượt rất là thích luôn và không bao giờ lo về cái tình trạng nẻ môi nữa cô chú anh chị và các bạn nhé và công dụng của sản phẩm này là sự kết hợp giữa các loại quả mọng như mâm xôi việt quất dâu tây giúp tái tạo lại tế bào da cho đôi môi luôn căng mọng và sản phẩm này sẽ làm sạch các tế bào da chết trên môi trong thời gian mà chúng ta ngủ phục hồi cái sự hồng hào cho đôi môi và những ai mà hay trang điểm hay dùng son ấy thì cái đôi môi nó sẽ bị uh, bị trì nên là sẽ bị thâm thì cái sản phẩm dưỡng môi này nó sẽ giúp cái môi của chúng ta sẽ trở nên hồng hơn và cái sản phẩm này sẽ sử dụng trong lúc chúng ta ngủ nhé trước khi đi ngủ thì các cô các chị có thể bôi một lớp mỏng ở trên môi sau một đêm sau khi tỉnh dậy chúng ta sẽ thấy cái lớp da chết ở trên môi sẽ bị bong chóc đi và thay thế vào đó là một cái đôi môi rất là căng mọng và mềm mượt và không bị nứt nẻ nữa và cái cách dùng như sau trước khi đi ngủ thì cô chú anh chị có thể lấy một cái muỗng ở trong cái hộp này lấy một ít kem bôi ở trong đây và sau đó bôi lên môi và sáng mai tỉnh dậy chúng ta rửa sạch với nước sạch là chúng ta đã có một cái đôi môi căng mọng rồi cái sản phẩm này dùng cực kỳ thích luôn và những ai mà cảm thấy khó chịu khi mà cái thời tiết hanh khô cái đôi môi nứt nẻ thì nên mua cái sản phẩm mặt nạ ngủ dưỡng môi này từ phúc tài chính nha ngày hôm nay phúc tài chính mang tới một cái điều rất là hời đó chính là khi cô chú anh chị mua cái mặt nạ ngủ dưỡng môi với giá là 295.000 này thì cô chú anh chị sẽ được tặng ngay hai mặt nạ vitamin Hàn Quốc giúp căng bóng da và giúp làn da trở nên tươi sáng mịn màng hơn thì cô chú anh chị hãy gọi cho Phúc đến số điện thoại 0374 590 012 để nhận được cái điều hời này nha và đặc biệt những đơn hàng trên một triệu đồng thì Phúc Tài Chính cũng sẽ tặng một cuốn nhật ký drama truyền kỳ rất là ý nghĩa đến cô chú anh chị và các bạn tiếp theo là phúc tài chính mang đến với cô chú anh chị một cái sản phẩm rất cần thiết trong cái mùa đông này và như chúng ta thấy thì mùa đông rất là thời tiết rất là hanh khô và nhiều làn da của mọi người bị nứt nẻ và cảm giác rất là khó chịu vậy nên phúc tài chính giới thiệu đến cô chú anh chị mặt nạ ngủ dưỡng ẩm nhập khẩu chính hãng từ hàn quốc mang đến cho các cô các chị vẻ ngoài thật dạng dỡ căng tràn chỉ sau một đêm sử dụng mà thôi và công dụng sẽ giúp phục hồi sự cân bằng hệ vi sinh trên da trong suốt một đêm dài giúp cho làn da của chúng ta trở nên tươi mới tăng cường khả năng bảo vệ và giúp gia tăng sức đề kháng cho da giúp da luôn rạng rỡ và có độ căng bóng khỏe mạnh đặc biệt là giúp cho làn da của chúng ta giữ được độ ẩm trong cả một đêm dài mang tới cái hương thơm rất là thư giãn và nhẹ nhàng cho giấc ngủ và phúc tài chính sẽ mở cái lọ này ra nhé bên trong là sẽ là có một cái hộp 70ml như thế này Và cái cách dùng đó chính là chúng ta sẽ dùng vào buổi tối sau khi mà làm sạch da Thì sẽ lấy ra một cái lượng vừa đổ và thoa lên đầu mũi này, má này, chán cầm Thoa nhẹ nhàng lên tất cả những cái bề mặt da mặt và sau khi mà sản phẩm đã thấm vào da rồi thì chúng ta hãy cứ để vậy vừa đi ngủ. Sáng ngày mai rửa sạch với nước sạch là chúng ta có thể có một cái làn da rất là căng bóng và mềm mịn. Và đây là sản phẩm rất là cần thiết trong cái mùa đông này và dùng cực kỳ là hiệu quả luôn. Và ngày hôm nay Phúc Tài Chính mang tới một cái điều rất là hời đó chính là khi mua một mặt nạ ngủ dưỡng ẩm 70ml với giá là 315 nghìn thì cô chú anh chị sẽ được tặng ngay hai mặt nạ vitamin Hàn Quốc với giá là 50 000 đồng. Hãy gọi cho Phúc Tài Chính qua số điện thoại 0374 để nhận được cái điều hời này nha. Và đặc biệt là với đơn hàng trên 1 triệu đồng thì Phúc Tài Chính sẽ gửi tặng cô chú anh chị một cái cuốn nhật ký do Phúc Tài Chính viết từ năm ngoái, đầy ý nghĩa về drama cô chú anh chị và các bạn nhé. Tiếp theo là Phúc Tài Chính mang tới cô chú anh chị một cái sản phẩm dưỡng da nữa trong cái mùa đông này, đó chính là kem dưỡng da nâng tông ốc sên nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc. Thì đây chính là cái lọ kem mà Phúc Tài Chính vẫn hay sử dụng để có một cái làn da cũng khá là mịn màng như thế này. Và ở đây sẽ là 30ml cô chú anh chị và các bạn nhé Dùng rất là hiệu quả Vừa dưỡng được da mà làn da của chúng ta lại còn trắng sáng hơn nữa Cái dạng này sẽ là dạng kem này Được chiết xuất từ dịch nhầy ốc sen vàng, bạch sâm này Tơ tẩm sữa ong chúa, ngọc trai Và nó sẽ giúp dưỡng trắng này mờ thâm nám Giảm nếp nhăn và nếp chân chin hiệu quả Đặc biệt là nó sẽ cải thiện cái làn da chảy xệ ngăn ngừa nếp nhăn do tuổi tác và đặc biệt nữa là bổ sung duy trì độ ẩm, nuôi dưỡng cho làn da căng bóng và mịn màng. Nó sẽ bảo vệ da trước những cái tác hại xấu của môi trường như là khói bụi và ngăn ngừa làm chậm đi những cái dấu hiệu lão hóa trên da và cái sản phẩm này khi mà chúng ta dùng thì vừa dưỡng da mà vừa giúp nâng tông da nữa nên là cũng không cần phải đánh phấn nữa chỉ cần bôi một cái lớp kem dưỡng da nâng tông này là chúng ta đã có một cái làn da tươi sáng nâng tông và trắng hơn để chúng ta tự tin bước ra ngoài và ngày hôm nay có một cái điều rất là hời Phúc Tài Chính đem đến cô chú anh chị và các bạn Đó chính là khi mua kem dưỡng da nâng tông với giá 330.000 Thì cô chú anh chị sẽ được tặng ngay hai mặt nạ vitamin Hàn Quốc Với giá là 50.000 cô chú anh chị và các bạn nhé Hãy gọi điện thoại cho Phúc đến số điện thoại 0374 Để sở hữu cái điều rất là hời này nha và đặc biệt với đơn hàng trên 1 triệu đồng thì Phúc Tài Chính cũng sẽ tặng một cuốn nhật ký drama truyền kỳ do Phúc Tài Chính tự tay viết. Tiếp theo là Phúc Tài Chính giới thiệu đến cô chú anh chị một cái dòng kem chống nắng 3 trong một vừa chống nắng này, vừa nâng tông và vừa giữ ngập da có tên là DK Fusion. Và đây là dòng kem chống nắng phổ biến với chỉ số chống nắng cao nhất hiện nay giúp bảo vệ làn da của chị em và các cô suốt 6 đến 8 giờ khỏi tia cực tím độc hại và cả những cái ánh sáng xanh từ thiết bị điện tử nữa và nó sẽ giúp nâng tông trắng hồng tự nhiên lớp kem mềm mịn che khuyết điểm cực kỳ tốt và có thể thay thế kem nền lớp make up cho những chị em bận rộn chống trôi khi gặp nước da dầu hay bị đổ mồ hôi và không lo bị loang lộ thẩm thấu rất là nhanh và vô cùng dịu nhẹ lành tính cho da kể cả là da nhạy cảm nữa Đặc biệt là với thành phần nó sẽ giúp dưỡng trắng da này, mờ nám, thu nhỏ lỗ chân lông, giúp cho dưỡng ẩm da sâu và cấp ẩm cho làn da, không gây bết dính và xuất xứ là Hàn Quốc và một cái lọ ở trong đây thì sẽ có dung tích là 50ml cô chú anh chị và các bạn nhé. 50 ml cho một cái lọ như thế này và ngày hôm nay phúc tài chính đem tới một cái điều rất là hời đó chính là khi cô chú anh chị và các bạn mua một cái lọ kem chống nắng DK Fusion này thì sẽ có giá là 315.000 đặc biệt cô chú anh chị sẽ được tặng ngay hai mặt nạ vitamin 50.000 nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc. Vậy nên chỉ với 315.000, cô chú anh chị sẽ sở hữu ngay một cái tuyết kem chống nắng có nhiều công dụng nhất hiện nay, vừa chống nắng vừa nâng tông da và vừa dưỡng ẩm cho da nữa và được tặng ngay hai mặt nạ vitamin nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc rất là tốt. Và cô chú anh chị hãy gọi điện ngay cho Phúc Tài Chính qua số điện thoại hai để nhận được cái deal này nha. Và đặc biệt những cái đơn hàng nào trên 1 triệu thì Phúc Tài Chính sẽ tặng ngay một cuốn nhật ký drama truyền kỳ do Phúc Tài Chính đã viết để lưu lại những cái kỷ niệm. Tiếp theo là Phúc Tài Chính sẽ giới thiệu đến cô chú anh chị đó chính là Cao Gián Hồng Sâm nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc. Với những cô chú anh chị nào mà bị nhức mỏi ở những vị trí như vai gáy này, tay này, khuỷu tay này, hông này, đùi này, rồi là khuỷu đùi này. Thì cô chú anh chị có thể sử dụng cái miếng dán này để làm giảm đi cơn đau. Và miếng dán này gồm một lớp bề mặt với chiết xuất nhân sâm trực tiếp thẩm thấu vào da. Và khi mà chúng ta dán một cái miếng dán này vào da thì nó sẽ giúp cho cơ bắp được thư giãn, giảm đau nhanh chóng, phục hồi. Và cao dán hồng sâm Hàn Quốc này sẽ giảm đi các chứng đau cơ này, đau thần kinh, đau đầu, nhức vai, đau lưng do vận động đặc biệt là rất là tốt cho những cái người chơi thể thao khi mà bị va đập chấn thương và cái cách sử dụng là chúng ta sẽ làm sạch cái chỗ đau và sau đó sẽ dán cái miếng dán này lên tầm 2-3 ngày thì sẽ bỏ và thay mới nếu như mà vẫn chưa hết đau thì ngày hôm nay Phúc Tài Chính mang tới một cái điều rất là hời đó chính là khi mua combo 2 cao dán hồng sâm Hàn Quốc với giá là 95.000 thì cô chú anh chị sẽ được tặng ngay một gói cao dán hồng sâm Hàn Quốc nữa như vậy là chỉ với 95.000 chúng ta sẽ có 3 cao dán hồng sâm Hàn Quốc. Và đặc biệt với những đơn hàng trên 1 triệu thì Phúc Tài Chính cũng sẽ gửi tặng cô chú anh chị một cái món quà kỷ niệm là cuốn nhật ký drama truyền kỳ do Phúc Tài Chính đã viết. Chần chờ gì nữa cô chú anh chị và các bạn hãy gọi ngay đến số điện thoại 0374 để nhận được cái điều hời này nha. Và tiếp theo Phúc Tài Chính sẽ giới thiệu đến cô chú anh chị đó chính là cái chai dầu nóng xoa bóp Hàn Quốc và bên trong nó sẽ là như thế này. Đây là sản phẩm rất nổi tiếng trên thị trường Hàn Quốc là cái mẫu đặc biệt mà được một cầu thủ rất nổi tiếng ở Hàn Quốc làm thương hiệu đại diện. Và đây là dạng dầu nóng, cực kỳ nóng của chú anh chị nhé. Có dạng kem này trắng sữa, mùi bạc hà, thơm mát, dễ chịu. Và ở bên sườn này có cái loại dụng cụ massage Đó chính là chúng ta lấy một cái ít kem trắng sữa ở trong đây Chúng ta bôi lên cái vùng mà chúng ta cảm thấy đau nhất Và sau đó sẽ dùng cái dụng cụ massage này lăn qua lăn lại cực kỳ là hiệu quả và chúng ta đỡ phải dùng sức để mà xoa bóp mà sẽ có ngay cái dụng cụ massage này thì khi mà phúc bầu thì có một cái giai đoạn nó bị xuống chân và cực kỳ đau lòng bàn chân thì sử dụng cái dầu nóng này xoa bóp là đã đỡ đi cực kỳ nhiều nên phúc tài chính cũng rất thích cái chai dầu nóng này cực kỳ nóng cô chú anh chị và các bạn nhé và với cái công cụ massage này thì nó sẽ giúp cho dầu nóng này nhanh chóng thẩm thấu vào trong da giảm đau rất là nhanh chóng và công dụng sẽ hỗ trợ điều trị chứng viêm xương đau cơ đau khớp tê bút chân tay hỗ trợ điều trị đau đầu này đau vai đau lưng đau cổ và hỗ trợ điều trị bong gân chấn thương khi vận động nhiều làm giảm những cái chứng như là viêm ngứa da nổi mẩn đỏ do côn trùng cắn và cái cách sử dụng là chúng ta sẽ lấy một ít dầu nóng này bôi lên da, cái vùng da mà chúng ta cảm thấy đau nhất Và sau đó sẽ sử dụng cái con lăn này lăn qua lăn lại ngày khoảng 3-4 lần để chúng ta sẽ giảm cơn đau rõ rệt Và rất nhiều cô chú anh chị đặt mua cái dầu nóng này bởi vì rất cần thiết trong cuộc sống đặc biệt là những người cao tuổi và mỗi cô chú anh chị có thể nên mua một cái chai dầu nóng này để ở trong nhà để phòng những cái lúc cần và với các anh, các chị, các bạn thì có thể mua cái lọ này để gửi tặng cho bố mẹ, ông bà của mình nhá Và ngày hôm nay Phúc Tài Chính đem đến với cô chú anh chị một cái điều rất là hời Đó chính là khi mua một cái chai dầu nóng này với giá 120.000 Thì cô chú anh chị sẽ được tặng ngay một cái gói cao dán hồng sâm Hàn Quốc với giá là 50.000 và cô chú anh chị hãy gọi điện cho Phúc qua số điện thoại 0374 để nhận được cái điều hời này nha với đơn hàng trên một triệu đồng thì phúc tài chính sẽ gửi tặng cô chú anh chị những cái trang nhật ký mà phúc tài chính đã lưu lại trong chuỗi hành trình drama truyền kỳ và phúc tài chính cảm thấy rất là vui trong cái quá trình mà bán những cái mặt hàng này thì đã nhận được rất nhiều những cái lời khen ngợi của cô chú anh chị và ngày hôm nay phúc tài chính sẽ đưa những cái feedback lên để cô chú anh chị và các bạn cùng tham khảo nếu như còn đang lưỡng lự mua hàng từ phúc tài chính nha có một chị đã gửi về cho phúc làng chị xài thấy tốt em ạ à. Em cảm ơn chị nhé. Chị nhận được hàng rồi em nhé. Cảm ơn em dầu gội ok lắm em. Dạ vâng ạ, à, em cảm ơn chị ạ. À. Và tiếp theo là feedback từ đơn An cung. Cháu ơi, cô đặt thêm hai hộp nữa nhé, tổng cộng là 5 hộp. Cô giới thiệu thuốc nhà cháu cho nhiều người mua đấy, vì mẹ cô bị tai biến gần 2 năm nay rồi, tay cứng uống 3 hộp giờ tay mềm lại rồi. Chị Lan Nguyễn có comment rằng chị dùng dầu gội thích lắm. Dạ vâng, em cảm ơn chị ạ. À. Chúc em ngày mới vui vẻ xinh tươi Bán đắt hàng nhé À hôm qua chị dùng kem chống nắng rồi Thấy được đấy em Dạ em cảm ơn chị nhé Em ơi mai ship cho chị ba thùng sâm nhé Giờ nào cũng được Tại tòa A3 Vinhome Dầu lạnh xài kết quả lắm Phúc ơi Cảm ơn nhiều Dạ cháu cảm ơn cô nhé Chị nhận được kẹo rồi Kẹo sâm của Phúc Tài Chính thơm ngon lắm Cô Hồng Hải nói rằng là Cháu bán hàng cũng chuẩn, cô đã mua hàng của cháu rồi, hàng chất lượng, giá rẻ. Theo cô Chu Ninh có comment rằng sản phẩm nhuộm tóc này rất tốt, cô đã sử dụng rồi, cảm ơn cháu Phúc Tài Chính nhé. Dạ cháu cảm ơn cô nhiều nhé. Và đó chính là những lời chia sẻ từ những cô chú anh chị đã mua hàng từ Phúc Tài Chính. Và Phúc Tài Chính cảm ơn cô chú anh chị và các bạn rất nhiều. Và trong quá trình mua hàng, cô chú anh chị có bất vì một cái vấn đề nào gặp xảy ra thì có thể liên hệ ngay với phúc tài chính để phúc tài chính được hỗ trợ cô chú anh chị và các bạn kịp thời nhé. trước khi cô chú anh chị nhận hàng từ shipper thì cô chú anh chị có thể là yêu cầu shipper mở hàng ra để kiểm tra hàng một cách chắc chắn trước khi gửi tiền cho ship bởi vì phúc tài chính đã cài đặt cái chế độ trên hệ thống là khách hàng được quyền mở ra để kiểm tra hàng nên cô chú anh chị hãy cứ thoải mái yêu cầu shipper mở cái thùng hàng ra để cô chú anh chị kiểm tra hàng trước khi nhận hàng cô chú anh chị cảm thấy hài lòng thì mới nhận hàng và gửi tiền cho ship còn có bất cứ vấn đề gì cô chú anh chị hoàn toàn có thể từ chối nhận hàng Phúc Tài Chính chỉ mong rằng sẽ đảm bảo được chất lượng hàng tốt nhất đến với cô chú, anh chị và các bạn. Và trong cái quá trình vận chuyển hàng cũng sẽ xảy ra những cái sơ suất không đáng có. Thì gặp bất cứ vấn đề nào cô chú, anh chị và các bạn hãy liên hệ với Phúc Tài Chính qua số điện thoại 0374 590 012. Đừng ngần ngại cô chú, anh chị và các bạn nhé. Phúc Tài Chính sẽ luôn ở đây để hỗ trợ cô chú, anh chị và các bạn. Và về phí ship thì bên Phúc Tài Chính cũng sẽ hỗ trợ tối đa giảm ship và miễn phí ship trong tùy từng trường hợp. Thì với những cái đơn hàng từ 1 đến 2 cân thì ở khu vực Hà Nội phí ship sẽ là 10.000 đồng và những cái tỉnh khác thì sẽ là 15.000 đồng. Với những đơn hàng lớn từ 3 đến 4 cân một cái thùng rất là to đấy ạ. Thì phí ship ở Hà Nội sẽ là 20.000 đồng. Còn phí ship ở các tỉnh khác sẽ là 30.000 đồng. Còn với những cái đơn hàng mà cô chú anh chị mua những cái đơn hàng rất lớn lớn. Từ 5 đến 6 cân một cái thùng hàng rất to đấy ạ. Thì phí ship ở khu vực Hà Nội sẽ là 30.000 đồng và phí ship ở các tỉnh khác sẽ là 50.000 đồng. Đây là một cái giá ship mà Phúc Tài chính đã giảm tối đa từ 50 đến 70% phí ship rồi. Và cô chú anh chị chỉ cần trả từ 30 đến 50% mà thôi. Và một lần nữa thì Phúc Tài chính cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã đặt mua hàng từ bên Phúc Tài chính. Đó là một cái sự ủng hộ Phúc Tài chính cảm ơn rất nhiều. Và hẹn gặp lại cô chú anh chị những video mới nhất nhé. Bye bye!